Huyền thoại thắng 68 trận knock out, Caden Taylor trình kém hơn nhà vô địch Canelo Alvarez. Tay đấm huyền thoại George Foreman một lần nữa trả lời người hâm mộ đã nêu tên võ sĩ mà theo ông là giỏi nhất. George Foreman được xem là huyền thoại và cũng là một trong những võ sĩ có tỷ lệ knock out cao nhất từng bước lên sàn đấu. Với 76 trận thắng và 68 trận thắng bằng knock out, sức mạnh của Foreman là điều không tưởng và không thể cản phá nổi đối với các võ sĩ cùng thời. Một điều đặc biệt nữa về Foreman, đó là khi ông đã nghỉ hưu nhưng sau đó quay trở lại sàn đấu và trở thành nhà vô địch hạng nặng lớn tuổi nhất từng cầm đai, 45 tuổi. Foreman trong một cuộc nói chuyện trên mạng xã hội với người hâm mộ, ông đã được hỏi về ai là tay đấm giỏi nhất trong góc nhìn của ông. Ngay lập tức, George đã có câu trả lời. Võ sĩ giỏi nhất ở Mỹ, Dan Thaiger. Võ sĩ giỏi nhất thế giới. Canelo Alvarez. George đã nêu tên hai võ sĩ có sức mạnh hàng đầu ở làng boxing nhà nghề. Dan Wilder vừa khẳng định sức mạnh của mình trước Luis Ortiz, hạ gục tay đấm lão làng chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Canelo Alvarez đã lên hạng cân light heavyweight và có màn debut đầy ấn tượng khi hạ gục đương kim vô địch Sergey Kovalev. Không ngạc nhiên khi Big George chọn hai tay đấm trên là những võ sĩ giỏi nhất các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Đại theo tiết lộ phải căn chỉnh nhiều lần để có cú đấm điên rồ hạ Luis Ortiz. Trong trận tài đấu vừa qua của Dan và Luis Ortiz, nhà vô địch hạng nặng đã có một lần nữa chứng tỏ phong độ của mình khi hạ gục đối thủ chỉ trong một đòn sau 7 vòng đấu. Nhà vô địch bất bại WBC Dan đã một lần nữa chứng minh cho cả thế giới thấy lý do anh trở thành nhà vô địch. Trong suốt 6 hiệp đấu đầu tiên, nhà vô địch của chúng ta dường như khá chật vật khi bị đối thủ Luis Ortiz dồn ép về mọi mặt. Nhưng có vẻ anh không hề nao đúng khi vẫn giữ bình tĩnh và nét cười trên khuôn mặt. Đến vòng đấu thứ bảy, anh khéo léo từng bước đưa Luis vào vị trí thuận lợi cho việc tung ra một cú đấm kết liễu đối thủ và lần nữa giành chiến thắng vô cùng thuyết phục cú đấm tay phải của Welder xuyên qua hàng phòng thủ rồi giáng thẳng vào mặt Ortiz tay đấm này ngay lập tức khuỵu xuống trận đấu dường như sẽ tiếp tục diễn ra khi mà Ortiz dùng hết sức để đứng lên tại lần đếm thứ bảy nhưng có vẻ anh chỉ cầm cự trong khi đã không thể chiến đấu được tiếp tục trọng tài Kenny Buckleys sau đó đã vung tay kết thúc trận đấu sau khi xuống đài Danton Welder cũng có vài lời chia sẻ về đối thủ khó nhai của anh bạn có thể thấy lý do tại sao không tay đấm hạng nặng nào dám đối đầu với austin rồi đấy anh ấy rất xảo quyệt trên võ đài và di chuyển một cách có chiến lược tôi phải vần quanh anh ấy và phải đo lường khoảng cách các đòn đánh một cách kỹ lưỡng tôi phải đo đi rồi đo lại nhưng tôi chiến đấu bằng trí tuệ của mình mặc dù không nhiều người biết đến điều đó và cuối cùng tôi đã tìm thấy một cơ hội hoàn hảo để tung một đòn kết liễu được anh ấy Trận đấu này được rất nhiều người cho rằng là một rủi ro không đáng có cho Dan Tywilder. Khi mà chỉ vòn vẹn 3 tháng nữa, đương kim vô địch sẽ có cuộc hẹn với một đối thủ nguy hiểm khác không kém, đó là Tyson Fury. Austin là một trong những tay đấm giỏi nhất thế giới, và đó là lý do tại sao tôi cho nhớ cơ hội này. Austin đã phát huy lợi thế kỹ thuật của mình bằng cách gần như khóa hoàn toàn các cúi jab của Wilder và đưa anh vào góc võ đài, đồng thời tung ra hàng loạt đòn móc tay trái thẳng vào nhà vô địch. Ortiz cũng đã thành công thực hiện đòn móc người vào Welder, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ một cú đấm và mọi giấc mơ của Luis Ortiz dập tắt hoàn toàn. Tiếp theo, tất nhiên sẽ là trận tài đầu với Tyson Fury. Dự kiến trận này sẽ diễn ra vào tháng 2, để rồi xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Còn sau đó, tôi đang tìm kiếm một trận thống nhất đai vô địch. Tôi muốn chỉ có một nhà vô địch, một gương mặt đại diện duy nhất, một cái tên, Dan thay Welder của tôi trên võ đài. Theo bạn, ai sẽ là người chiến thắng tiếp theo trong trận đấu giữa Dan Wilder và Tyson Fury? Hãy comment ngay ở dưới video này để chia sẻ với tất cả mọi người. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Top 5 võ sĩ boxing nguy hiểm nhất mọi thời đại có Mike Tyson, vắng Muhammad Ali là một trong những môn thể thao chiến đấu lâu đời nhất lịch sử, quyền anh đã sản sinh ra nhiều tên tuổi vĩ đại trong làng võ thuật thế giới, những cái tên như Mike Tyson, Rocky Marciano đều là những võ sĩ lừng lẫy ở hạng cân nặng. Chúng tôi xin điểm lại 5 võ sĩ boxing nguy hiểm nhất mọi thời đại. Thứ nhất, Mike Tyson. Không có gì ngạc nhiên khi Mike Tyson đứng đầu trong danh sách này, anh nổi tiếng là một chiến binh dữ dội nhất Trước khi bước vào con đường võ sĩ boxing chuyên nghiệp, với sức mạnh tuyệt vời của mình cùng sự chính xác, tốc độ và theo thời gian, Tai Sơn đã trở thành một võ sĩ được chú ý nhất mỗi khi xuất hiện. Ông thậm chí đã tuyên bố sử dụng sự hăm dọa của mình như là chiến tranh tâm lý để có được lợi thế trước và trong cuộc chiến của mình. Thời điểm anh cảm thấy sợ hãi đối phương, anh sẽ đối phó với nó bằng cách nhìn chằm chằm vào mắt họ. Do đó anh có thể đe dọa và tấn công sợ hãi trong trái tim của chính đối phương mình. Có lẽ đây là lý do tại sao một nửa trong số 44 trận đấu knock out của anh đã xảy ra ở hiệp đấu đầu tiên. 2. George Foreman Sau khi đánh bại một võ sĩ bất khả chiến bại là Joe Frazier, George Foreman trở nên cực kỳ nổi tiếng trong làng quyền anh thế giới. Ở thời của mình, George được xem là đối thủ rất khó bị đánh bại. Nhờ vào khả năng đấm bốc như quái vật của mình, Foreman đã giành được tổng cộng 66 lần knockout trong tổng số 76 chiến thắng của mình. Foreman từng khiến giới võ thuật cảm thấy sốc khi quyết định thượng đài với Michael Morrow sau 10 năm nghỉ hưu. Ở thời điểm đó, ông đã 45 tuổi, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của Foreman vẫn đủ để ông đánh bại Michael Morrow. 3. Rocky Marciano Hiện tại Rocky Marciano là nhà vô địch hạng nặng duy nhất đến nghỉ hưu nhưng vẫn giữ được một kỷ lục bất khả chiến bại, Rocky Marciano đã thắng tất cả 49 trận đấu trong sự nghiệp của mình. Anh ấy có thể không phải là tay đấm có kỹ năng hay kỹ thuật tốt nhất để bước vào một trận đấu, nhưng Rocky đã bù đắp cho điều đó với ý chí giành chiến thắng và những cú đấm tàn bạo. Với quyết tâm cao và niềm tin mãnh liệt, Marciano áp đặt ý chí không thể phá vỡ của mình để giành chiến thắng trên đối thủ và có thể vượt qua những thiếu sót về thể chất của mình thậm chí đôi khi biến chúng thành những lợi thế. Thứ tư, Robert Duran. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã giành được danh hiệu trên 4 hạng cân khác nhau và giành được 103 chiến thắng, 70 chiến thắng knockout trong số 119 trận đấu của mình. Duran là một võ sĩ quyền Anh rất cạnh tranh và luôn cho thấy sự hung hăng của mình cho mọi trận đấu. Mặc dù đã có rất ít nơi đào tạo chuyên nghiệp, nhưng anh vẫn giành được 21 thắng trong các trận đấu đầu tiên. Duran vẫn hoạt động trong lĩnh vực boxing cho đến khi thượng đài lần cuối cùng ở tuổi 50. Roberto Duran từng đấm gục một con ngựa khi đánh cược một chai rượu whisky với nhóm bạn. Đó là minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của Duran. Thứ năm, Annie Saver. Annie Saver lớn lên trong một trang trại, nơi ông đã phát triển cơ bắp và nắm đấm của mình bằng cách chặt gỗ. Annie là một trong những người đầu tiên tiên phong trong bộ môn quyền anh chuyên nghiệp. Huyền thoại Muhammad Ali từng nói, rằng Server đã từng đánh ông rất nhiều, đến nỗi ông đã bắt người thân của ông ta ở châu Phi. Ngoài ra, Joe Freezer cũng từng tiết lộ, ông không dám đánh nhau với Server, tất nhiên với đẳng cấp của mình, không một ai dám đụng đến Annie Server. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube năm quái vật khiến lịch sử quyền anh thay đổi quyền anh đã trải qua một quá trình phát triển rất lâu dài với những đổi thay mang tính chất lịch sử và dưới đây sẽ là năm tay đấm được đánh giá đã góp phần thay đổi bộ mặt của môn thể thao hàng đầu thế giới đầu tiên muhammad ali nhà vô địch hạng nặng vĩ đại nhất muhammad ali là nhà vô địch hạng nặng vĩ đại nhất không chỉ được công nhận bởi người hâm mộ mà còn được công nhận bởi mọi võ sĩ khác bước lên con đường thi đấu quyền anh chuyên nghiệp Muhammad Ali đã tạo nên sự nghiệp của mình với lối đánh phòng thủ phản công linh hoạt. Đó là một thay đổi mang tính chất lịch sử, trước Ali chưa ai mang câu châm ngôn đánh và không thể bị đánh của giới quyền Anh ra vận dụng một cách khéo léo đến vậy. Thứ hai, George Johnson, nhà vô địch hạng nặng da đen đầu tiên. George Johnson có lẽ là cái tên quá xa vời với nhiều fan hâm mộ quyền Anh ở thời điểm hiện tại, nhưng với vai trò là nhà vô địch hạng nặng da đen đầu tiên Jack Johnson đã mở đường để ngày nay chúng ta có những tay đấm da màu cực kỳ tài năng như Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar J. Robinson hay Floyd Mayweather. Jack Robinson trở thành một tên tuổi lớn sau khi đánh bại nhà vô địch bất bại da trắng James Jeffrey vào năm 1910. Trận đấu còn trở nên ý nghĩa hơn khi Jeffrey từng tuyên bố Tôi tham gia trận đấu này chỉ để chứng minh người da trắng không phải luôn vượt trội hơn lũ mọi. Thứ ba, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya được tôn là ông vua pay-per-view truyền hình trả tiền đầu tiên với hàng chục ngàn người dán mắt vào trận đấu của ông trên truyền hình. Oscar de la Hoya đã dùng sức hút của mình để thay đổi đáng kể quy mô của những trận đấu quyền Anh và biến những trận đấu thành màn trình diễn của những siêu sao. Sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, gương mặt điển trai, thân hình cao giáo, nụ cười sát gái. Oscar De La Hoya đã sử dụng sức lực của mình để thay đổi đáng kể quy mô của những trận đấu quyền anh, biến những trận đấu thành màn trình diễn của những siêu sao. Thứ tư, Floyd Mayweather, người sáng lập đế chế tỷ đô. Sau kỷ nguyên pay-per-view của Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather tiếp bước và trở thành ông vua pay-per-view tiếp theo, cũng như De La Hoya. Floyd Mayweather đã xây dựng quyền anh từ một môn thể thao thuần túy trở thành môn thể thao giàu tính giải trí với sự ảnh hưởng khổng lồ của các phương tiện truyền thông. Sau khi thực hiện những trận đấu có giá trị cách xù, Floyd Mayweather kết thúc sự nghiệp của mình với tổng số tiền kiếm được lên đến hơn 1 tỷ đô. Cũng nhờ khối tài sản ấy mà Mayweather trở thành vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất mọi thời đại. Thứ năm, Manny Pacquiao, người mở đường cho quyền Anh châu Á. Khi nói đến những võ sĩ nhỏ con Mọi người thường nghĩ rằng đó là một võ sĩ luôn phải chịu lép vế trước đối thủ. Manny Pacquiao thì khác, huyền thoại người Philippines đã vô địch 8 hạng cân khác nhau. Mỗi khi xem Pacquiao thi đấu, ai cũng sẽ trông thấy những hình ảnh của gã Goliath tội nghiệp đứng yên chịu trận cho chàng David tí hon Pacquiao thỏa sức tung hành. Khả năng bùng nổ của Pacquiao và cái đầu chiến thuật của huấn luyện viên Fedoras đã mở ra một con đường mới cho những võ sĩ với bất lợi thể hình. Không chỉ vậy, Pacquiao còn là người mở đường để các võ sĩ châu Á bước lên đài thế giới. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.